Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không còn là tin đồn Đàm Tùng Vận chính thức công khai bạn trai đẹp đôi thế nào mà được dân tình ủng hộ. Đàm Tùng Vận là một trong những ngôi sao nữ sở hữu ngoại hình ăn nhan tuổi gừng mạnh của showbiz. Đây là lợi thế của cô, giúp cô nàng đóng cặp cùng các bạn diễn nam kém tuổi vẫn cực kỳ đẹp đôi. Sau khi đóng máy Em Đẹp Hơn Ánh Sao hợp tác cùng Hứa Khải và Thục Cẩm Nhân Gia đóng cùng Trịnh Nghiệp Thành, Đàm Tùng Vận lại vào đoàn phim mới. Theo đó, mới đây, phía đoàn làm phim Tiêu Dao đã tung poster khái niệm và ảnh mừng Tết Nguyên Tiêu của dàn diễn viên chính. Trong đó, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính Tiêu Dao, còn Hầu Minh Hạo là nam chính Hồng Diệp. Như vậy, ở dự án của trang này, Đàm Tùng Vận lại tiếp tục đóng cặp cùng đàn em kém đến 7 tuổi. Dù vậy, ở bộ ảnh mới được đăng tải, Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo lại được nhận xét là đẹp đôi. Cả hai dường như chẳng hề có khoảng cách tuổi tác, thậm chí có ý kiến bày tỏ nữ diễn viên sinh năm 1990 trông còn trẻ hơn cả bạn diễn Hầu Minh Hạo. Với visual cực đẹp đôi, cặp đôi chính của Tiêu Dao được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi phim lên sóng thời gian tới. Tiêu Dao kể về chuyện tình của Linh Quân Hồng Diệp và thiếu nữ Loài Người Tiêu Dao. Trong một lần tình cờ, Tiêu Dao vô tình phá giải phong ấn cho Hồng Diệp, cả hai bắt đầu mối quan hệ dây dưa. Vì để tra ra chân tướng kiếp trước kiếp này của mình và Tiêu Dao, Hồng Diệp đã giam giữ Tiêu Dao tại địa giới Vạn Linh Cốc. Ngoài ý muốn phát hiện ra nửa linh huyết của Tiêu Dao có thể tìm được các mảnh nhỏ của thượng cổ thần vật Kính Côn Luân lạc trong thế gian, mà nếu sau này khi Kính Côn Luân khôi phục sẽ mở ra tiên sơn tìm được ngọc lễ truyền. Bởi vậy, Hồng Diệp cùng Tiêu Dao bước vào hành trình tìm kiếm từng mảnh Kính Côn Luân. Khán giả đang vô cùng mong đợi tạo hình chính thức của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo ở Tiêu Dao. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.